Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng kết hợp của hai hệ thống thời tiết là khối khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống và dòng chảy xiết gió Tây thổi mạnh ở trên cao khiến cho mưa kéo dài và nhiệt độ giảm thấp ở các tỉnh Bắc Bộ. Mặc dù ngày hôm nay thì nhiệt độ đã có phần tăng lên đôi chút so với ngày hôm qua, nhưng mức nhiệt vẫn còn rất thấp, dao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ cho khu vực đồng bằng và trung du. Vùng núi cao thì có nơi giảm xuống dưới 10 độ, trời rét, có nơi rét đậm. Không giống như phía Bắc, ở các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ chỉ chịu tác động của gió Đông Bắc không mạnh nên chỉ có mưa một vài nơi, nhiệt độ có xu hướng tăng lên và tăng dần từ Bắc vào Nam. Ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung, nhiệt độ chỉ dao động phổ biến trong khoảng từ 17 cho đến 21 độ, trời rét. Các tỉnh phía Nam có nhiệt độ cao hơn với mức nhiệt dao động từ 23 đến 32 độ. Đêm nay và ngày mai thì các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở sát mặt đất và trên độ cao vài km là hoạt động của dòng xiết gió Tây. Chính vì vậy mà các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và khu vực Sơn La, Hòa Bình thì tiếp tục có mưa rải rác. Do bầu trời nhiều mây, âm u và có mưa nên nhiệt độ chưa tăng nhiều. Mức nhiệt thấp nhất dao động phổ biến trong khoảng từ 15 đến 18 độ. Một số nơi vùng núi cao như tại Sapa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn thì có nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Ban ngày nền nhiệt cũng chỉ tăng lên khoảng từ 1 đến 2 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ dao động từ 19 đến 22 độ, trời rét, có nơi rét đậm. Do những luồng gió đông bắc thổi vào ven biển miền Trung không mạnh nên thời tiết các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ đang khá tốt với bầu trời ít mây, chỉ có mưa ở một vài nơi nên nhiệt độ có sự phân hóa giữa các tỉnh phía Bắc và Nam miền Trung khá rõ ràng. Ở phần phía Bắc thì nhiệt độ thấp hơn đêm nay phổ biến ở mức là từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 20 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét. Ở phần phía Nam thì ban ngày trời có nắng và nền nhiệt trong khoảng dao động từ 23 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, vẫn trong thời kỳ ít mưa và khá hanh khô. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều. Ban ngày trời có lúc có nắng, nên nhiệt độ ít thay đổi với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ. Còn tại các tỉnh Nam Bộ thì từ 29 đến 32 độ, có nơi có nhiệt độ lên trên 33 độ. Về đêm nhiệt độ giảm dần và những màn sương mù nhẹ lại xuất hiện trên cao nguyên khiến trời se lạnh với nhiệt độ dao động chỉ từ 18 đến 21 độ. Không khí lạnh có cường độ suy yếu dần trong khi dòng xiết gió Tây trên cao suy diễn giảm. Do vậy mà các tỉnh khu vực Bắc Bộ ít mưa nên nhiệt tăng nhẹ, trời tiếp tục rét, vùng núi còn hơi rét đậm. Các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ có mưa một vài nơi nên nhiệt độ tăng dần. Các khu vực khác thời tiết ít thay đổi. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi từ 26 đến 28 độ. Tại các tỉnh từ khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ và nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam là từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa một vài nơi, phía Bắc trời rét, các khu vực khác ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.